Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với chương trình khám phá của chúng tôi. Và như video trước đây chúng tôi đã từng đưa thì chúng ta đã thử nghiệm với hoa quả ăn xong và thổi thử vào máy đo nồng độ cồn thì thấy rằng là hầu hết các loại hoa quả hiện nay trên thị trường vào mùa này thì sẽ không bị lên cái nồng độ cồn và chúng ta có thể ăn thoải mái và không sợ vi phạm luật giao thông vì thổi vào trong máy thổi kiểm tra có nồng độ cồn cao hơn mức cho phép. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm với những loại thức uống hàng ngày chúng ta thường hay gặp để xem là với những loại thức uống nào thì chúng ta có thể sẽ bị tăng nồng độ cồn và loại thức uống nào chúng ta có thể an toàn sử dụng trước khi lái xe. Và ở trên bàn của tôi đây thì có 3 loại đồ uống mà tôi đã lựa chọn để làm cho bài test hôm nay. Thứ nhất là bổ phế thuốc ho, bổ phế này, siro ho. Thứ hai là nước ngọt có ga đại diện đây. Và thứ ba là một chai nước súc miệng Listerine có bạc hà. Đó, và cái đồ dùng của tôi để kiểm tra sẽ là một cái máy đo nồng độ cồn AT6000 có giá loanh quanh khoảng hơn 700 nghìn dưới 1 triệu đồng tùy theo cửa hàng bán khác nhau. Và thể trạng của tôi hiện nay đang là sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, trước đó thì cũng chưa sử dụng chất kích thích gì. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Trước tiên tôi sẽ bóc cái hộp này ra lấy cái máy ra đã. Rồi, đây là một cái máy đo nồng độ cồn trong hơi thở. Và các bạn nên nhớ rằng là theo nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cứ các lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở quá mức trên 0mg trên 1ml khí thở thì sẽ đều vi phạm luật, và mức thấp nhất sẽ là từ 0 cho đến 0,24mg trên 1ml khí thở và sẽ bị phạt từ 6 đến 7 triệu đồng cũng như là sẽ bị tước bằng lái từ 2 đến 3 tháng. Rồi, và bây giờ tôi sẽ thử nghiệm trước với cả cái nước giải khát có ga, nước ngọt có ga. Đây là một chai mới. Rồi, có ga nha. Tôi sẽ uống thử một ngụm dài và sau đó sẽ test ở trên máy này. Bật trước 10 giây. Rồi, vậy là đã uống xong. Máy đang khởi động. 5 giây nữa sẽ bắt đầu thổi. Với điều kiện là sẽ phải thổi đều vào cái ống này. Và nếu cái máy nó báo liên tục tít, nghĩa là tôi đã bị nồng độ cồn cao. Và tôi bắt đầu thử. Vâng, như vậy là với cái nước ngọt có ga thì nồng độ cồn là 0. Và chúng ta có thể uống thoải mái, không vấn đề gì hết, không ảnh hưởng gì đến việc lái xe của chúng ta cả. Đó, kết quả là 0 ạ. Máy yên tĩnh, tức là không có cảnh báo gì hết, chúng ta có thể lái được xe. Bây giờ tôi sẽ thử nghiệm tiếp sang cái Listerine nước súc miệng này. Bật máy lên này. Rồi, và tôi sẽ làm đúng theo hướng dẫn là làm một nắp 10ml để súc miệng. Súc miệng 3 giây, sau đó sẽ tiến hành thở vào trong cái máy này. Các bạn lưu ý là thở đều và nghe tiếng cảnh báo. Rồi, mức cảnh báo khá cao. Nó đã lên đến là 0,99mg trên lít khí thở. Và bị cảnh báo là không được phép lái xe. Ở ngay trên chiếc máy này nó báo luôn nồng độ khí thở có cồn rất là cao, 0,99. Tức là nó còn tương đương với việc là tôi vừa uống một ly rượu xong. Và đây chính là cái tác dụng phụ của cái Listerine nước súc miệng vì có bạc hà. Và tôi sẽ thử đợi một lát xem, một lát tôi sẽ thử lại một lần nữa nhé, để xem là cái nồng độ cồn trong hơi thở này do cái Listerine gây ra nó sẽ thay đổi như thế nào sau ít phút. Ok, đợi một chút nào. Rồi, bắt đầu chuẩn bị ạ. 3 giây nữa chúng ta sẽ bắt đầu thổi. Vẫn lưu ý thổi đều. Vâng, và sau chưa đến 1 phút, nồng độ cồn ở trong hơi thở đã giảm xuống còn 0,53mg.
Ok, tức là chúng ta thấy rằng là trong vòng có hơn khoảng 20 giây thôi thì cái nồng độ cồn trong hơi thở sau khi uống cái Listerine này đã giảm đi một nửa. Và theo như tính toán và thử nghiệm trước của chúng tôi thì trong thời gian khoảng từ 5 đến 7 phút, cái lượng cồn trong hơi thở của chúng ta sẽ giảm đi về không, tức là hoàn toàn có thể đủ điều kiện lái xe mà không bị vi phạm luật giao thông. Do đó nếu các bạn sử dụng Listerine thì hãy đợi sau khoảng từ 7 đến 10 phút để cho tan hết cái hơi cồn ở bên trong dung dịch này, và lúc đó chúng ta thì lái xe bình thường và không phải lo cái việc là bị lên nồng độ cồn khi thổi vào máy thử của cảnh sát giao thông. Ngoài ra thì trên thị trường vẫn có bán những cái loại nước súc miệng tương tự như vậy, nhưng mà nó sẽ ghi là zero alcohol hoặc là no alcohol, có nghĩa là không có cồn ở trong cái nước súc miệng đó, và chúng ta sẽ có thể yên tâm rằng là súc loại nước đấy thì sẽ không bị nồng độ cồn trong hơi thở bị tăng lên. Và đấy là một điều sẽ lưu ý với các bạn. Và nhắc lại một lần nữa là sử dụng Listerine loại phổ thông thông thường thì sẽ làm tăng nồng độ cồn ở trong hơi thở của chúng ta, nhưng cái nồng độ cồn này sẽ tan đi rất nhanh, chỉ khoảng từ 7 cho đến 10 phút chúng ta có thể trở lại trạng thái bình thường, không phải lo gì hết. Tiếp theo đó thì tôi sẽ thử đến một loại thuốc siro ho bổ phế. Rồi, loại này thì có tác dụng là thuốc, nhưng mà theo một số tin đồn là có thể gây ra cái nồng độ cồn trong cơ thể. Rồi, và bây giờ tôi sẽ bật máy lên. Rồi, và tôi sẽ làm một ngụm 10ml đúng hướng dẫn của chai thuốc này. Không ho, uống nước ho. Rồi, tôi sẽ bắt đầu thổi vào đây. À đây, cái nồng độ cồn ở đây nó cảnh báo với tôi là 0,13mg, cũng thấp thôi, nhưng mà lại là bắt đầu là đã đi vào ngưỡng là vi phạm của luật giao thông rồi đó. Và trên này đã cảnh báo luôn là không được lái xe ở trong tình trạng có nồng độ cồn như vậy. Dựa vào cái thí nghiệm này thì có thể rút ra một điều rằng là ngay kể cả khi bạn uống thuốc ho bổ phế cũng gây ra nồng độ cồn ở trong hơi thở, khiến cho chiếc máy có nhận biết được và có hiển thị cảnh báo là không được lái xe. Mặc dù cái nồng độ cồn là thấp thôi, nó chỉ khoảng 0,13mg trên lít khí thở, nhưng mà nó cũng đã đạt vào cái mức vi phạm của luật giao thông Việt Nam rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ đợi một vài chục giây gì đấy để xem tôi sẽ thử lại một lần nữa, xem cái thuốc ho này nó có giảm nồng độ cồn ở trong hơi thở của tôi đi không, trong thời gian hay không. Nói chuyện như vậy, nhiều như vậy thì chắc là nó cũng sẽ giảm. Và bây giờ tôi sẽ chờ một ít giây để thử lại. Rồi, bắt đầu ạ. Đó. Như vậy là thông số đã về không, hoàn toàn an toàn rồi. Có thể thấy rằng là cái nồng độ cồn ở trong cái thuốc ho bổ phế nó tan khá là nhanh, chỉ khoảng độ hơn 20 giây, 10 đến 20 giây gì đấy thôi là nó đã về không, trở lại bình thường. Như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng thuốc ho trước khi lái xe, miễn là đừng có uống trước khi bị thổi vào cái máy đo của cảnh sát giao thông là được. Vâng, và như vậy có thể thấy rằng là với khá là nhiều loại đồ uống mà chúng ta sử dụng hàng ngày có thể gây ra nồng độ cồn trong hơi thở của người lái xe. Tuy nhiên, những cái loại đồ uống này thì lại thường là sẽ có cái nồng độ cồn tan khá là nhanh. Ngay khi chúng ta nói chuyện hoặc là chúng ta hô hấp như vậy thì cũng đã làm giảm nồng độ cồn ở trong hơi thở đi rất là nhiều. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là uống xong rồi đợi một lát 5, 7, 10 phút gì đó rồi lên xe và lái xe đi tiếp thì cũng sẽ không vấn đề gì xảy ra với cả cảnh sát giao thông khi chúng ta thử nồng độ cồn bằng máy đo chuyên trách của họ. Và chúng tôi vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta không nên uống rượu trước khi lái xe và hãy luôn luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.